Mình xin mến chào quý khán thính giả yêu thương. Thì ngày hôm nay mình xin đưa một cái thông tin này để cho tất cả mọi người cũng biết và chia sẻ cái nỗi buồn cùng với nghệ sĩ Hoài Tâm. Nghệ sĩ Hoài Tâm đã hiện tại bây giờ là mẹ nghệ sĩ Hoài Tâm đã ra đi không bao giờ trở lại. Bà hưởng thọ 88 tuổi. Nghệ sĩ Hoài Tâm vừa bị mất mẹ, thưa quý vị ạ. Thì cả cuộc đời của nghệ sĩ Hoài Tâm tham gia nghệ thuật thì cũng là một người con rất là có hiếu với mẹ của mình. Đi diễn bao nhiêu show, nhận bao nhiêu show, được tiền bao nhiêu, cũng về dành dụm cũng cho mẹ của mình, thưa quý vị. Một người con mà chắc có lẽ rằng những ai thân thiết và biết đến nghệ sĩ Hoài Tâm thì chúng ta cũng hiểu được những nỗi lòng của nghệ sĩ Hoài Tâm, một đứa con rất là hiếu thảo. Nay thì mẹ của anh nghệ sĩ Hoài Tâm đã ra đi không bao giờ trở lại, để lại một nỗi buồn da diết. Thì tất cả mọi người cũng xin được chia buồn, nỗi buồn này đến với gia đình của nghệ sĩ Hoài Tâm. Nghệ sĩ Hoài Tâm vừa phải đưa tiễn mẹ của mình và vừa phải đưa tiễn một người chị thân thiết, đó là chị Phi Nhung, cũng ra đi không bao giờ trở lại. Một nỗi buồn của nghệ sĩ Hoài Tâm đã đăng tải những hình ảnh trên trang nhà của mình. Thì quý vị khán giả, những ai đã xem trên trang nhà Facebook của nghệ sĩ Hoài Tâm cũng đã thấy những hình ảnh đó. Bằng cái sự yêu thương thì chắc có lẽ rằng những khán giả, những fan hâm mộ của nghệ sĩ Hoài Tâm, tất cả mọi người cũng sẽ đồng lòng nguyện cầu cho hương hồn mẹ của anh được giảng sanh Tây Phương miền cực lạc quốc. Một nỗi buồn rất là da diết, bởi vì cuộc đời này vô thường, không ai tồn tại là mãi mãi, nhưng cái tình của mẹ lúc nào cũng bao la và cao cả. Mẹ của anh nghệ sĩ Hoài Tâm khi mà sinh thời rất là thương con của mình, bởi vì vậy mà đến bây giờ bà ra đi cũng là một nỗi niềm sầu đau ngắn lệ can trường đối với nghệ sĩ Hoài Tâm. Thì mình xin chia sẻ cái thông tin này lên cho tất cả mọi người, để cho những fan hâm mộ của nghệ sĩ Hoài Tâm biết được và quý khán thính giả biết được, để cho tất cả mọi người cùng nhau trợ niệm và nguyện cầu cho bà được giảng sanh về với